Ngày 18 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đức 1971 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch để điều tra về hành vi chứa mại dâm. Đức là ông chủ của hệ thống nhà nghỉ karaoke Hoài Thu 1 và 2 tại huyện Bố Trạch. Cơ quan điều tra cho biết Đức trong thời gian kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ karaoke massage đã tuyển hàng chục nữ nhân viên xinh đẹp. Những người này được nuôi ăn ở ngay tại chỗ. Khi khách có nhu cầu gái mại dâm thì hai cơ sở này ngay lập tức cung cấp với các dịch vụ mua bán dâm. Cơ quan công an tỉnh Quảng Bình thực hiện lệnh bắt. Theo cơ quan chức năng, Đức không trực tiếp điều hành đường dây mà thuê quản lý phụ trách. Trước đó, công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đột kích, kiểm tra các cơ sở do Đức làm chủ và bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, nhiều nhân viên nữ khác đang ăn mặc mát mẻ đang đợi tiếp khách. Các cô gái khai nhận được Đức đồng ý cho bán dâm khi khách có nhu cầu. Mỗi lượt tiếp khách các cô gái thu từ 300 đến 500 ngàn đồng và đưa lại cho Đức số tiền 100 ngàn đồng.